Rồi, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Rock, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Simba Empire. Để tham gia về dự án này, mọi người kết vào link mình để phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi, tham gia dự án này mọi người sẽ ăn được 20 tokens SEM ạ. Rồi, mọi người sẽ nhận được 1 token SEM dành cho mỗi một người mà được tham gia dự án này ạ. Sau đó mọi người click về bắt đầu như mình ạ, để tiến hành lên nhiệm vụ ạ. Rồi, mọi người có thể ép token về ví này ạ. Ví MetaMask hả, chấp lấy ạ. Rồi, dự án này sẽ dành cho 2.500 người may mắn nhận thưởng ạ. Rồi, để tiến hành về nhiệm vụ, mọi người follow Twitter như mình ạ. Rồi, sau đó mọi người quay trở lại chatbot lên nhiệm vụ tiếp theo ạ. Mọi người follow Twitter banner về retweet bài post của dự án ạ. Rồi, sau đó mọi người tìm kiếm dự án Simba Empire ạ. Mọi người like về retweet này ạ. Sau đó mọi người quay trở lại cho bot lên nhiệm vụ tiếp theo ạ. Mọi người xong group cho mình ạ. Sau đó mọi người click về chat cho mình ạ. Rồi click về chọn group ạ. Rồi click về submit mandate ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link Twitter của mình ạ. Nó mọi người nhập địa chỉ VIP 20 của mình ạ. Rồi sau đó mọi người kích clip đo như mình ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link mình đã retweet bài post của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người clip bài lần ạ. Rồi mọi người kiểm tra số lượng token mình nhận được sau khi hoàn thành dự án ạ. Rồi sau đó mọi người click copy link để mời bạn bè hoặc người thân mình tham gia dự án này để nhận thêm từ phần thưởng từ dự án ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người like và share để ủng hộ kênh mình ạ.